Em nhớ nhá, khi mà đi thử xe hay đi xe là anh em nhớ phải đóng hết tất cả cửa sau vào, để tránh tình trạng nhiều khi bản thân mình ấy, mình cũng hay review xe thì mình cũng hay bỏ quên những cái cửa sau mở ra thì review quên không đóng vào ấy, thì đi chạy trên đường rất là nguy hiểm, nó đập hai cánh vào hai bên rồi nhưng nguy hiểm nhất là khi đi ra đường không để ý và không biết ấy, rất nguy hiểm luôn đấy. Thì buổi chiều ngày hôm nay sẽ review sớm cho anh em những mẫu xe mà có thể là vừa đánh về bãi cũng chưa kịp dọn rửa tỉa sơn gì, thì để anh em có thể cập nhật lại xem nó có hợp lý với lại công việc của mình hay không. Từ những mẫu xe thùng lửng cho tới những mẫu xe K3000 có thể chở trâu chở bò tầm 200 hay hơn 200 một tí, hoặc những mẫu xe 5 tấn giá rẻ chất lượng được không ạ? Thì trước mắt chúng ta là đây chiếc xe Kia K3000 2010 mới về biển 89, chiếc xe thùng lửng. Đố anh em biết là đây là chiếc xe đời bao nhiêu ạ? Đời 2005 đó, mà đèn nó là đèn zin nhá anh em nhá. Một chiếc xe Olin 500B đời 2015 màu xanh da trời, rất đẹp luôn. Và ba mẫu xe này thì có giá rất là ưu đãi trong video ngày hôm nay, để nhân cái dịp mà em vừa mới khai trương cái website xe đẹp 888.com, đường link em để trên màn hình ấy, thì trong đó thì giá cực kỳ ưu đãi. Còn ở trong video này thì em báo giá công khai trước, còn anh em truy cập vào cái đường link ở trên màn hình sẽ có giá ưu đãi ạ. Làm sao anh? Vâng, anh đi đi. Được, anh cứ chạy thử đi. Ừ, đi thử đi. Vâng. Đó. Thì tiếp theo ở đằng sau đây có những cả mẫu Kia K165 đời 2016 nữa. Hôm trước là bác nào bỏ lỡ em siêu phẩm biển 97 rồi thì có thể xem tiếp em này, cũng vừa mới về, không kém cạnh gì cả. Biển 37C có đôi mắt quỷ, nhìn khá là dữ dằn. Đấy, rất là thanh niên, được chưa ạ? Em biển 29 này đời 2013, còn biển 98 kia là Olin 350 máy cơ, nhưng mà thùng nó lại là thùng mở lăm bửng anh em ạ. Thùng dài 3m7 mở lăm bửng. Đây, mở lăm bửng tiện lợi để anh em chở cám hoặc là chở hoa quả. Đây, mình để cam góc rộng để anh em xem. Đây, phía sau này là một dàn Olin 500B biển 98 này, đời 2016 biển 98 đây. Đấy, à biển 89 là đời 17. Biển 98 mà mình bọc cái dàn di này đời 16 này là 275 triệu. Còn em 17 thì đồng giá là 330. Những giá này đều linh động và thương lượng cho anh em thiện chí nhá. Còn đâu là anh em mà chở hải sản mà, hoặc là nhựa thông, hoặc là những hàng hóa trâu bò, chở cám cũng được, thì có thể linh động em này bọc full e-lock luôn, full sàn e-lock luôn anh em ạ. Sàn trong e-lock hết, thùng ngoài cũng e-lock hết. Đấy, giá rẻ mà cùng với chiều dài thùng của 500B là 4m2. 4m2 có em Kia K3006 này. Em K3006 này thì ít khi mình lên sóng, tại vì nó ở cuối góc này và nó cũng khá là đồ sộ. Em này nó ít tiền, cabin thì nó cũng gọi là xước sát trượt trượt qua thời gian gần 20 năm rồi. Tuy nhiên rằng là thùng bệ và máy móc thì ok cho anh em cầu to máy to. K3006 là tải trọng của nó là 2,7 tấn. Đó, tải trọng chuyên chở hàng hóa của nó là 2,7 tấn. Đấy, chở gỗ là các thứ là ra tiền luôn, có hàng cho nó trở ra tiền luôn. Đấy, con này thì khấu hao dường như là nó cũng không còn nhiều nữa rồi. Đấy, chúng ta có thể là công việc hợp lý là có thể lựa chọn mẫu xe này để mà phát triển kinh tế thôi. Cabin thì nó cũng gọi là tương đối, nhưng mà được không được đẹp lắm, nhưng gọi là tương đối, ngồi được. Đấy, còn đâu là máy móc thì ok, quan trọng nhất là máy móc. Những cái đời này quan trọng nhất là máy móc, đúng không ạ? Em biển 36 thì đã đặt tiền rồi, tuy nhiên rằng khoảng chắc phải một tuần nữa thì bác chủ mới ra đây được thì mới xem và có quyết con này hay không thôi. Em biển 500B này đời 2015 này, đời 2015 biển Thái Nguyên màu trắng này, đời 16 anh em ạ, xin lỗi anh em, đời 16, nhiều xe quá mình hay bị nhầm. Đấy, đời 16, đời 16 thì đồng giá là 275 triệu anh em nhá, đời 16 này. Đấy, còn em biển 26 này đời 17. Em biển 26 hay đời 17. Một dàn ở đây là Kia K165 nhá. Đấy, một dàn ở đây K165 này, K165 biển 89 là đời 2015 này. Đấy, 300 này. Em biển 15 đời 2015 này. Đấy, cũng 300 nhưng mà có linh động và thương lượng cho anh em điện thí chí, tại vì là mình mua được giá khá tốt. Bác chủ về bác quý mình để cho mình giá khá tốt, cho nên là mình cũng sẽ để được cho anh em giá khá tốt. Đấy, không đâm va không lỗi gì nhá, điều hòa nó sàn đầy đủ nhá. Em 29C này là đời 2003 này. Em 29C đời 2003 này, 145 triệu và có linh động về giá cả cho anh em, khá phí đến tháng 5 năm 2022 cơ. Em màu vàng này đời 2016 này. Đấy, em màu vàng đời 2016.
ra tên chính chủ trong vòng một nốt nhạc, hồ sơ cầm tay luôn. Em này mà gọi là chở hàng điện máy thì quá là ok rồi. Đấy, nhìn có dáng vẻ của điện máy xanh hoặc là của Netwin hoặc là của bưu điện đúng không ạ? Màu vàng rất là phong thủy. Em biển 20C này là đời 2017 dành cho anh em yêu thích trắng ngọc trinh nhá. Trắng ngọc trinh đấy. Chàng thanh niên nghèo và cô Ngọc Trinh may mắn đúng không? Đây, biển 35 này đời 2015 nhá. Đời 2015 này dành cho anh em yêu thích màu xanh dương, giá vẫn vậy, nó chỉ dưới 300 triệu một tí thôi. Đấy, Nam Phương này đời 2017, Olin 500B này. Ơ tự nhiên lạc lõng em 500B này ở đây. Căn bản là anh em cũng phải thông cảm là nhà mình cũng đang tìm cách để mở rộng cái sân này để xếp được nhiều xe hơn. Đó. Được chưa? Em này 2017 cũng là 330 này. Đấy. Em biển 88 này là K140 đời 2015 là 275 triệu nhá. Hôm trước báo 280 nhưng mình thấy rằng là thôi thì lịch đã này thì để cho anh em 275 triệu còn linh động và thương lượng lọc lá cho anh em nữa cho nó hợp lý đi. Chứ báo cao quá thì nó cũng khó bán và anh em mình cũng khó gần nhau đúng không ạ? Em biển 29H này thì cũng vừa mới về 700C đời 2017. Đấy, đang bán là 420 củ. Thì giá đó thì vẫn còn linh động và thương lượng cho anh em thiện chí nhá. Xe này xe của khách đang đi thử em 500B biển 90. Đấy, 29C này dành cho anh em bỏ lỡ siêu phẩm K165 biển 20 hôm trước, đời 2017 bỏ lỡ hôm trước nhá. Em này thì cũng đẹp không kém đâu. Đây, anh em nhìn cái ốc tắc kê thì biết, hệ thống phanh thì biết đúng không ạ? Nguyên dấu sơn bảo hành này. Đó, ok chưa? Đấy, giá thì nó hơi chát một tí, 360. Giá đấy thì vẫn linh động và thương lượng cho anh em thiện chí. Và con này đầy đủ điều hòa nhá. Đầy đủ điều hòa và lót sàn inox rồi. Đó. Em Su này em Su này thì em vẫn đang trong quá trình dọn rửa để em tỉa tót mấy con to to ở dưới kia xong xuôi thì em sẽ đi đánh bóng em này. Đấy, sơn zin. Đấy, thùng lốc sơn zin rồi. Nhưng mà vẫn cần phải sơn tỉa một số chỗ cho nó đẹp đẽ hơn và dọn rửa lỗi thất nữa. Thì em này thì dự kiến nó sẽ chỉ hơn 200 một tí thôi. Đó, Su Pro. Đấy, Suzuki Carry Pro đời 2016, sổ Indo nhá. Ở phía này thì có em 17H00642 này là em Olin 450A. Đấy, Olin 450A tải 5 tấn và chiều dài thùng là 5m77 đây. Chiều dài thùng thì ngang với con 700C. Và máy của con này cũng là máy tiền thân của bọn 700C luôn. Đó, 450A tải 5 tấn nhá. Tên tư nhân. Và em này có giá là 350. Có linh động và thương lượng cho anh em thiện chí. Một số những em Hoàng Huy vẫn còn này. Em bán tỉa gần hết đấy. TMT 3 chân bán rồi, về lại về một con 3 chân nữa là con Auman 1500. Đấy, đời 2016 701. Đấy. Còn hiện tại đang có em Đông Feng 2 chân này là đời 2017, 725 triệu này. Có lẽ B190, còn có lẽ B170 chỉ có giá là 620 triệu thôi. Đấy, biển 35 này là 700B này. 700B thì em còn con đời 2015 này. Đấy, đời 2015 thì dưới 400, đời 2016. Còn em biển 35 này, biển 98 và em biển 98 màu trắng nữa thì giá nó chỉ rơi vào khoảng tầm nhô 400 một tí thôi. Đấy, biển 35 này. Máy cực chất ra anh em nhá. 700C biển 17, biển 98 này 700B, 700C biển 17. Đấy, đời 2016, con này zin đét đèn đẹp rồi. Hôm đánh Hưng Yên rồi con này cõng con K250 ấy, K250 bán rồi. Thì còn con bố này thì đang đợi anh em yêu cái đẹp nhất thôi. Đấy. Em này thì có giá là 401. Đấy, em 700C này có giá là 375 triệu, đời 2015. Em này cũng vậy, đời 2015. Đó. Hết chưa nhỉ? Thế rồi đấy, cơ bản là như vậy thôi, báo giá nhanh thì cơ bản nó là như vậy. Còn ở đằng phía bên bên phải đây, đấy, thì nó là một con K3000 đời 2012 thùng lửng. Đó, 22 thùng lửng, K165 đời 2016 này, màu xanh bộ đội. Và các em Olin thùng kín đời 2017, 500B thùng kín đời 2017. Thì em 2017 này thì có giá hơn 300 một tí thôi. Và những em đời 2017 và thùng kín như này thường thì nó rất đẹp. Nó đẹp tổng thành luôn đấy anh em ạ. Đấy, thùng thì nhà máy có cửa lách và nó chở chuyên một mặt hàng. Đấy, chuyên một mặt hàng cho nên là những chiếc xe thùng kín này thì
chủ đi, thứ nhất là nó giữ, và thứ hai nữa hàng hóa nó cũng sạch sẽ, cho nên là thùng bệ nó cũng không có cái hiện tượng là xuống cấp theo thời gian, kể cả nước sơn bên ngoài nó cũng vậy, nội thất nó cũng vậy. Đấy, thùng kín màu trắng đây, hơn 200 thì có thùng kín màu trắng này, đời 2015 này. Đấy, em này đời 2017 cũng mới về này, em này biển 20. À, biển số có nha, mình đang đi ép lại cái biển số cho nó đẹp hơn. Đấy, biển 20. Đấy, em này đời 2017. Đấy, đời 2017 này. Đó, đời 2017. Với giá là 330, đồng giá như vậy thôi. Em này là K125, tải 1 tấn 25 đủ, có giá là 235 củ, có thương lượng và linh động cho anh em thiện chí. Dàn là 2007, có con này thùng dài 39 này. Đấy, có 185 triệu thôi. Đấy. Em này là cũng chỉ 200 nhô một tí tí thôi. Đấy, đời 13. Em này đời lẻ 10 175 triệu, em này đời 11 185 triệu này. Đấy, đời lẻ 3 145 triệu, biển 29 đằng kia. Đấy, đời 17 này là 345 triệu, được chưa? Đây. Em Olin con này là Olin 350. Đời 2018 còn sót lại nhá. Em này là 285 triệu thì ngày hôm nay có linh động về giá cả, anh em truy cập website có giá tốt cực kỳ luôn. Đấy. Tải trọng 3 tấn 490. Bằng B2 có thể chạy được và thùng dài là 3m7. Em này là thùng dài 4m1 lọt lòng thùng. K3000 đời 2009, thùng dài 4m1. Hơn 200 một tí. Lanh quanh lẩn quẩn thì em cũng đã đi gần hết những xe nhà em rồi. Còn đằng sau sau kia có một em hổ vô. Đấy, có một em hổ, có một em Auman 5 chân. Đó. Thế thôi nhở. Em biển 90 này là em đời 2016, có giá 275 triệu. Các bác đang xem, nếu có duyên thì anh em lại ngắm nghía em nó và quay những clip chi tiết về em nó sau. Đó. Thì bây giờ thì anh em có nhu cầu về chiếc xe nào xem chi tiết thì cứ inbox ở bên dưới, thì em sẽ bình luận, em sẽ trả lời trực tiếp về những mẫu xe đó cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào nhá.